Sáng ngày 14 tháng 1, tại chợ văn hóa vùng cao Hợp Thành, thành phố Lào Cai, Hội chữ thập đỏ tỉnh, Hội chữ thập đỏ thành phố phối hợp với xã Hợp Thành và xã Tả Phời tổ chức chương trình phiên chợ đón xuân ấm áp Xuân Giáp Thìn 2024. Chương trình chợ Tết nhân ái, phiên chợ đón xuân ấm áp Xuân Giáp Thìn 2024 là hoạt động ý nghĩa của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm và toàn thể cộng đồng cùng chung tay chăm lo an sinh xã hội cho người dân có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán đã cận kề, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại ở phía sau. Tại phiên chợ Tết không đồng bố trí 5 gian hàng, các cơ quan doanh nghiệp trao 337 xuất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã Cam Đường, Tả Phời, Hợp Thành và phường Bom Hán. Những phần quà miễn phí bao gồm nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu. Hội chữ thập đỏ thành phố của các quan tâm đến là chúng tôi thì hôm nay bà con nhân dân xã Hợp Thành chúng tôi được nhận quà rất là vui, tôi cũng thay mặt bà con xin cảm ơn tất cả. Trước đó, ban tổ chức đã triển khai chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về nước sạch, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh.